Các bạn xem hướng dẫn tạo tài liệu và các thao tác quản lý thiết lập trang trong InDesign thì rất nhiều bạn thì cũng đã làm khá là tốt theo hướng dẫn. Tuy nhiên là có một vài cái câu hỏi, hôm nay thì tôi có nhận được một cái câu hỏi là em làm xong một quyển sách rồi nhưng size của giấy chiều ngang rộng mất 3 cm, vậy thì có cách nào chỉnh được size mà tất cả các dữ liệu trong sách tự nó cầm theo không? Thì cái việc mà làm một cái quyển sách thì về nguyên tắc bao giờ chúng ta cũng phải xác định đúng cái khổ giấy chuẩn của nó luôn ngay từ đầu, tại vì là cái này nó rất khác so với lại một cái thiết kế. Làm những ấn phẩm thì về mặt nguyên tắc thì bao giờ chúng ta cũng cần phải xác định là cái khổ của sách nó là bao nhiêu. Và trước đây thì các cái phiên bản cũ thì nó không có cách nào để giải quyết cái vấn đề đó cả. Thế nhưng mà sang đến phiên bản InDesign CC 2019 thì đã được bổ sung một số các tính năng khá là tốt và có thể khắc phục được cái tình trạng mà bạn vừa mới hỏi. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái cách mà định lại khổ giấy và nó sẽ xử lý lại toàn bộ nội dung. Thì tôi lấy ví dụ ở đây là chúng ta đang có một cái tài liệu ngắn như thế này. Bây giờ nếu mà chúng ta thực hiện thì làm xong rồi nhưng mà nó bị sai khổ mong muốn của chúng ta muốn điều chỉnh lại, thì các bạn hãy quan sát. Đây, chúng ta làm mới từ đầu nhé. New này, document. Bây giờ tôi sẽ làm một cái khổ giấy, khổ sách cũng hoàn toàn giống như thế. Đây, các bạn sẽ thấy là khổ này của chúng ta là khổ A4, 210 x 297 mm. Sách thì đương nhiên là chúng ta sẽ đánh dấu là facing page, đây là để nội dung nó sẽ được trình bày hai mặt. Thế nhưng mà nếu mà làm sách thì các bạn nhớ là đánh dấu cái phần primary text frame để nó tự động tạo ra cái hộp chứa văn bản ở trên các cái trang mới phát sinh mà chúng ta không cần phải làm nữa. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn lệnh create để tạo ra cái tài liệu ban đầu. Hiện tại thì tài liệu này của chúng ta chỉ có một trang thôi. Bây giờ chúng ta quay trở về với lại cái tài liệu nguồn. Hãy sử dụng công cụ của text chúng ta đặt vào đây và nhấn Ctrl A để chúng ta copy hết tất cả cái nội dung của cái đoạn này. Sau đó thì chúng ta quay sang cái tài liệu vừa mới làm, đặt trỏ chuột vào trong cái phần bát chữ. Thế và các bạn thấy là bát chữ thì nó đã tự phát sinh ra rồi khi mà chúng ta đã đánh dấu là primary text frame. Và bây giờ việc của chúng ta chỉ đơn giản là Ctrl V, chúng ta dán cái nội dung vào. Thế và do cái tính chất là primary text frame thì khi mà cái tài liệu của chúng ta nó không đủ chỗ thì nó sẽ tự động phát sinh ra thêm các trang mới cho tới khi nào mà nó chứa hết được cái nội dung cần dán vào. Thế đến đây thì chúng ta có một cái tệp sách ngắn và cái nội dung của nó hoàn toàn là giống như là cái trang sách mẫu ở này, và cái khổ của nó thì cũng đúng là khổ A4. Thế thì ở cái câu hỏi mà bạn vừa mới nêu thì bạn muốn là cái kích thước của trang giấy này nó được thu hẹp lại 3 cm. Thì để thực hiện việc này thì với phiên bản 2019 thì các bạn vào trong menu file. Trong menu file thì các bạn đã tìm tới một cái phần lệnh mới, đó là phần lệnh Adjust Layer. Bấm vào đây thì một hộp thoại sẽ được mở ra và nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái thông báo rất là rõ ràng về cái kích thước, về cái cách trình bày của cái tài liệu hiện tại. Đây, khổ giấy rộng là 210, cao là 297, và các cái margin hay là chúng ta gọi là bát chữ thì đã được thiết lập theo đúng như là cái chuẩn hiện tại. Thế bây giờ các bạn muốn là co nó lại bao nhiêu, trình bày như thế nào thì các bạn hãy gõ tham số mới vào đây. Ví dụ như là bát chữ đây, cái độ rộng thì là 210, như bạn yêu cầu thì cái tài liệu này của chúng ta nó
phải hẹp lại khoảng 3 phân. Thì bây giờ chúng ta sẽ điền vào đây, không phải là 210 nữa là một, mà là 190 thôi. Nhấp OK. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khổ tài liệu của chúng ta lúc này thì nó đã được thu hẹp lại 3 phân. Và cái chừa lề thì nó vẫn giữ nguyên theo cái cách chừa lề gốc, tức là cách lề trái bao nhiêu, cái lề phải bao nhiêu, lề trên, lề dưới, vân vân, thì nó vẫn tuân thủ theo cái cách chỉnh giấy cũ. Chỉ có điều là cái độ rộng của cái trang giấy thì nó đã được thu lại mỗi chiều, là chiều trái, chiều phải, trang trái, trang phải, là nó sẽ thu lại mỗi trang là 3 phân. Tất nhiên trong trường hợp như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó tự động, nó co hết tất cả cái nội dung lại. Chúng ta không phải dàn thêm nữa, chúng ta không phải cần phải can thiệp thêm nữa. Ở các phiên bản cũ thì không có tính năng này. Nếu như mà các bạn đã thu cái kích thước của cái tài liệu lại thì các bạn sẽ phải dàn lại hết toàn bộ cái nội dung. Thế thì ở cái phiên bản mới này thì nó cực kỳ tiện, nếu như các bạn muốn là thay đổi cái khổ giấy mà các bạn không cần phải dàn lại, không cần phải trình bày lại nhiều. Tất nhiên là khi khổ nó thu hẹp lại thì cái độ dài nó sẽ phải tăng lên. Đấy, độ dài của trang giấy tăng lên, và có thể là nó xô lệch nội dung, nó nhảy, đáng nhẽ ra là nó nằm ở trang nọ thì nó lại nhảy sang trang kia. Và tất nhiên trong những trường hợp như thế thì các bạn nếu mà đã làm về cái mục lục cho nó thì các bạn cũng cần phải cập nhật lại mục lục này, tại vì nội dung lúc này là nó sẽ trượt xuống một số cái trang sau. Đấy, thế thì đây là một cái video hướng dẫn để giúp cho các bạn có thể là điều chỉnh lại khổ một cái quyển sách các bạn đã ra. Thế nhưng mà các bạn không cần phải mất quá nhiều công để hiệu chỉnh lại toàn bộ cái quyển sách đó. Thế hy vọng với cái video này thì các bạn có thể là giải quyết được tốt cái vấn đề mà các bạn mắc phải.